Chúng ta cùng giải câu HNO3 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 mã đề 201, câu số 73. Thì bài cho 19,5 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được dung dịch X. Dung dịch thì gồm có muối và nước. Và 0,6 mol hỗn hợp B gồm có NO, NO2 có tỷ khối so với H2 bằng 19. Như vậy là chúng ta dễ dàng tính ra được là NO bằng 0,3, NO2 bằng 0,3. Rồi bài cho cô cạn X thì thu được mg hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thì thu được chân rất Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Lưu ý là ở đây là gồm khí và hơi. Hơi ở đây thì chỉ có là hơi nước, đúng không? Như vậy là ở đây khi mà X cô cạn thì nó sẽ bay đi một phần hơi nước. Nhưng mà trong Y nó lại hình thành muối ngậm nước. Cho nên là khi nung Y thì mới thu được E gồm có khí và hơi nước nữa. Bài hỏi khối lượng của Y mà ở đây chúng ta có khối lượng của kim loại rồi. Số mol của NO3 trừ thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là N của NO3 trừ thì bằng Ne trao đổi. Ne trao đổi ở đây thì N dương 5 xuống N dương 2 là nó 3E, 3 nhân với 0,3 là 0,9. N dương 5 xuống N dương 4 là 1E. 0,3 nhân với 1 thì bằng 0,3, 0,3 cộng với lại 0,9 thì nó sẽ bằng 1,2 mol. Đến đây chúng ta có khối lượng của kim loại 19,5 rồi, số mol NO3 trừ bằng 1,2 mol rồi. Thì chúng ta tìm khối lượng của nước. Để chúng ta cần tìm khối lượng của nước thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của Y thôi. Đây lưu ý là cho toàn bộ E vào 300 gram nước thì không có khí thoát ra. Như vậy là tỷ lệ NO2, O2 và nước ở đây thì nó sẽ tạo thành chất là H2O3 và tỷ lệ nó vừa đủ với nhau. Thì sẽ có phương trình là NO2 cộng với O2 của H2O theo cái tỷ lệ 2 1 phần 2 tức là 4 NO2 và 1 O2 thì nó sẽ vừa đủ tạo ra H2O3 và không có khí thoát ra. Ở đây bảo toàn nguyên tố nitơ thì chúng ta sẽ có số mol NO3 trừ thì bằng số mol NO2 bằng 1,2. Như vậy theo tỷ lệ trên phương trình ta tính được là số mol của oxy bằng 0,3. Từ công thức C% thì bằng 10 chất tan trên cho 10 dung dịch nhân 100% thì chúng ta thế số vào là 17,598 thì sẽ bằng khối lượng của chất tan là khối lượng H2O3. Số mol của H2O3 thì bằng số mol của NO2 bằng 1,2 mol nhân với khối lượng mol H2O3 163. Ở bên dưới chúng ta có là khối lượng dung dịch sau khi mà cho E vào 300 g nước thì có 300 g nước cộng với lại E có 1,2 mol NO2, 0,3 mol oxy và x gam nước ở trong E. Chúng ta giải ra được x gam nước bằng 64,79. X gam nước đây chính là số gam nước ở trong muối ngậm nước. Thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được M là bằng 158,69 g và chúng ta chọn đáp án C.